tội anh đâu. Duyên tình không chọn yêu lẽ làm chi, em cũng như anh không vui được gì. Chẳng thà đời tình đôi ngả, em về chọn tình duyên mới, còn anh đi cưới vợ là xong. Duyên kiếp đôi ta từ đây thôi bé bàng, kỷ niệm còn kín trong đời sẽ đổi thay và thời gian chỉ mỗi duyên hai. Duyên tình không chọn gieo leo làm chi, dám díu chi đơn đau tuổi hơn. Có gì ngại đâu anh, chẳng còn gì mà suy nghĩ. Tình không thương xin đừng lười. Chưa có sự thay đổi thực sự với thỏa thuận gốc. Người phụ trách chính sách kinh doanh của công đảng, bà Rebecca Long Bailey, cho biết các tôi chính thức vào đoàn văn công trung ương thì lúc bây giờ mình là đúng rồi. Nhiều phúc và nhiều cái thành công anh ha. Cảm ơn em. Dạ rồi, hôm nay đến với chương trình Nói Lời Yêu Thương, anh Hoài Lâm yêu mến của mình sẽ yêu cầu ca khúc nào để gửi tặng đây ạ? Hôm nay thì anh
Ông Toàn mà cùng những bác tài khác hỗ trợ trong lớp học này sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin để chúng tôi có những cái chia sẻ trong chương trình Bầu Đường Xa vào mỗi buổi chiều thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần như thế này. Một lần nữa thì xin cảm ơn sự chân thành, sự nhiệt tình từ các bác tài chúng ta. Vi phạm giao thông, trước mắt là ở khâu quản lý giấy phép lái xe bị tạm giữ nhằm chặn đứng tình trạng gian lận giấy phép lái xe. Đây cũng được xem là